Xin chào bạn, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục sửa chữa vấn mới motor máy nén khí một phanh năm ngựa. Cái máy nén khí được em máy nén khí bê tông mà ai dùng để xịt rửa xe, bơm xe rồi đó. Thì cái motor này của Trung Quốc nó 30 đẳng, nó rơi vô cái trường hợp là bước cực từ nó rẻ. Cái loại này là cũng là thuộc cái loại đặc chủng, có nhiều người người ta vẫn đồng tâm họ ưa mượn rãnh, nhưng mà mượn rãnh thường là nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nó không thỏa mãn cái yêu cầu này, cuộn chạy chiếm 2/3, cuộn đề chiếm 1/3, nó không thỏa mãn cái điều kiện này đấy. Vốn như vậy là nó chưa chuẩn, chưa chính xác. Thông số của động cơ nè, số rãnh là 30 rãnh, số rãnh của nó là 30 rãnh, phân tích ra là 10 cộng cho 10 cộng cho 10 thì nó sẽ bằng 30. Số cực của chúng ta là 2B bằng 4, 4 cực điện. Tốc độ thì nó đạt, có cái này là của cái bài trước mà chưa xóa, mình thay đổi cho nó. Tốc độ của thằng này chỉ được có 1.400 thôi, 1.400 đâu, nó là 4 cực điện cho nên nó chỉ được vô đó thôi, chứ nó không thể nào mà nó vượt như thế đó, tới 1.500 thôi. Tốc độ nó chỉ đạt như vậy thôi. Điện áp chúng ta sử dụng là 220 V, nguồn là sử dụng là nguồn 1 pha đó. Cuộn chạy chiếm 2/3, 2/3 là như thế này. Nguyên cái rãnh nó sẽ to, đó là 30 rãnh, thì hai cái số 10 đầu tiên này nè, do cuộn chạy nó chiếm 2/3, do cuộn chạy này nó chiếm 2/3 nè, thì hai số 10 này chính là của cuộn chạy đó, là như thế. Số 10 ở sau này là của cuộn đề, nó chỉ chiếm có 1/3 thôi. Đây đó. Sau đó này, cái này là 4 cực điện cho nên ta có NS NS, đề cũng vậy, NS NS. Đã phân tích ra cái do cái thằng này cái bức cực tử của nó lẻ đó. Ta có cách quấn là xếp lớp nữa nhưng mà không cần thiết, bởi vì muốn xếp lớp thì nó với những động cơ công suất nhỏ này, không nhất thiết phải quấn xếp lớp làm gì cho nó rùm rà lắm. Mà thì ta phân tích như sau, hai này cộng lại là 20, số 10 đầu tiên nè là do 4 6, đó là của cặp này, số 10 ở đằng sau là của cặp này, đó là như thế, cộng lại ra đủ 20. Hạn dưới đây cũng thế, ta phân tích nó ra như thế này, đó cộng lại là nó đủ 10. Như thế là nó thỏa mãn cái điều kiện này đó, thỏa mãn của điều kiện của con động cơ một pha, nó phải thỏa mãn cái điều kiện như thế này thì mới là đạt chuẩn đó, tiêu chuẩn của nó là như thế. Bước từ lẻ này nè, thông thường là nhiều người họ không biết cái kiểu quấn đồng tâm này, họ thường là chọn quấn xếp lớp, nhưng mà nó mất thời gian lắm, nó tốn thời gian nhiều lắm. Đấy thì cái kiểu này là kiểu quấn mình quấn đồng tâm, quấn bình thường không có gì phức tạp. Với cái này thì nó động cơ một chút nhỏ thì nó không có gì để mà bàn cãi hết đó. Qua cái này thì chúng ta cần chú ý tới cái vấn đề ta phân tích như thế này, cái hàng chữ đỏ này đó, chú ý cái hàng chữ đỏ này thôi. Với động cơ một pha thì cần chú ý cái hàng chữ đỏ này là ta làm được đó, nó là như vậy. Đúng rồi, ta đi vô cái sơ đồ chạy của nó để cho những cái bạn mà cần nghiên cứu họ xem qua để họ biết, để sau này họ đụng tới là họ làm được. Rồi tôi đi vẽ số rãnh số ô đi. Đây số 1 tôi đưa ra, giờ là chỗ này nè đó. Rồi tôi đưa nó xuống, đưa xuống này đó, nó bằng chữ chỗ nghỉ cơ điện nè,
Tụi nó bằng vậy là được. Anh loại A đi. Cái này là tôi đi vẽ cái đường phân cực cho nó. Kéo xuống. Kéo nó xuống này. Và tôi đưa nó lên. Tưởng tới đây là đạt yêu cầu rồi nè. Để xong. Ok. Tương đối. Nếu mọi người nào muốn á thì đưa lên đây. Đưa lên đây nè. Đó. Nó tương đối rồi. Là được. Ôi giời, để cái ly cà phê nó gần cái chỗ tiện tay gạt thằng thuốc luôn các bạn ơi, gạt thằng thuốc vô ly cà phê của mình luôn mới ghê chứ. Rồi bắt đầu ta đi vẽ cái bao bì đậm nha. Tạ bạn đi đây, ta cần bao bì đậm, đánh số bao bì đậm vô. Rồi ở đây khoảng cách hàng là 5, ta ghi 5 vô. Rồi chọn nó đi, enter, rồi ta ok là ta đã có 30, ta đã có 30 rồi. Đó. Bây giờ ta sẽ đi gắn số cho nó. Lại nha. Đó nó bị lỗi rồi. Cái này nó bị lỗi. Rồi ta làm lại nha. Ta bỏ nó đi, ta làm lại hết. Đó. Cái bước cực này ta bơ ra ngoài đi, ta để dành đi. Ta làm lại con này. Nó bị lỗi á. Siêu nó đi. Kéo vào đây. Đây, ta đưa nó xuống. Đưa xuống nghe. À, đây nó. Đây, 130 phải gấp 5, đủ. Rồi, ta enter đi. Ok, ta được 30, đúng chưa? Để ta chọn nào. Đó, đều hết rồi đó. Đây. Rồi, ta chọn, chọn lại. Đó, ta chọn lại. Đó, ta chọn hết, đủ 30. Nè, đủ 30 total. Đủ tập total là tổng. Đủ 30 đó. Enter đi. Chọn is rồi tập ok, chọn override đẹp, ok này là 30 nè, thấy chưa? Nãy là nó bị nó chọn đối tượng không đúng các bạn, cho nên nó mới xảy ra trường hợp như vậy. Ta là A đi, ta lấy cái cuộn chạy của ta ra là màu xanh nè, lấy ra tên là cho nó đây, bằng qua đây là xong. Rồi, ta đưa cái này của ta vô, đưa em mời vô. Đó, thì từ xong bây giờ ta muốn đưa này ra đúng không? Rồi, ta đưa đây là đường phân cực. Ta đưa ra ngoài. Rồi, cái này ta xóa bỏ đi. Bước gì muốn của ta tới 7.
chọn 1 cho 7. Mình sẽ uống đi. Nó sẽ là một số 8. Rồi, tiếp tục. Ta vẽ tiếp. Ở đây sẽ là bao nhiêu? Đây là bên đây 7, đây là 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 nè. Đó. Tôi đưa vô CO. Bởi vì 30 chia 2 ra 15 mà, đúng không? Nó tiếp tục. À, 1 2 3 4 5 6 7 8 23. CO đi. 23. Là của 30 là 7. Đó. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, đúng chính xác. Rồi. Bây giờ bắt đầu ta mới đi phân bố rãnh cho nó. Cực n chiếm 4. Đó. Đưa vô CO nó. Chiếm 4. Tí nha, cái chỗ này là nó bị cái block cho nên là nó đọc chậm. Rồi. 9 4 1 2. Kiểu tao quấn là kiểu đồng tâm nè. Đó, tôi chia hai bên. 1 2 là xong. Đó. Bên đây là mấy? Bên đây 9 6. Cực S của chúng ta là một cực này nè. Hồi nó đưa cái phân cực này vô cái là tao nhìn tao biết liền luôn. 9 6 tôi sẽ ủ đi. Chiếm 6 thì mỗi bên 33. Đó. CO đi. Mỗi bên là 33. Tiếp tục. Ở bên đây là 96. Cực S. Đó. Cực N 96. CO. Đây. Rồi xong. Nè, cực N nè. Đó. 96. Đây N nè. Đó, chiếm 6. Tiếp tục. Ta mới đưa cái số 4 vào. 4 của ta đây. Cho đưa nó vào. Để nhanh, nó là 7 nhỏ mà. Động cơ nhỏ này thì làm nhanh lắm. Đó là xong. Tiếp theo ta đi phân bố cái thằng cuộn đề của chúng ta. Cuộn đề nè. Đó, 1 phần 3, chiếm 1 phần 3. 10 nè. Đó, tôi đi phân bố cho nó 3 2 2 3. Đó, tôi lấy gì đỏ ra. Đây là đỏ nha. CO. Đó, đây là tôi phân bố nè. 1 2 3. Thằng bên đây là 2. 1 2. Thằng bên đây là 2. 1 2. Thằng bên đây là 3. 1 2 3. Là coi như tôi đã phân bố xong rồi. Bố xong ra đo cái này rồi sao nó dài thế. Đó, phân bố xong rồi nha. Từ giờ bắt đầu ta mới đi quấn. Ta đi quấn đồng tâm. Cái kiểu này thì thấy nó hơi, cái rãnh này nó hơi dài nè. Đo nó coi được bao nhiêu mà nó dài thế. Đo thử coi. Tới 19, vậy là 15 là được rồi. Vậy được coi. N đây là 15. 15 enter đi. 15 nó nằm ở đây. Vậy là cắt bớt đi cho nó dài quá xấu. 15 đó. Chỗ kia là 19 là 4 nè, cắt bớt đi. Xấu, nó để dài quá xấu cho nó không đẹp. Đó, cắt bỏ bớt đi. Rồi. Xong. Vấn đề lại là ta nâng nó lên. Đó, đưa M lên đây. Đưa lên đây. Tôi vẽ lại cái đường này cho nó. Đó. Vẽ lại cái đường cực từ chúng ta cho nó đẹp. Tôi M đi. Tôi đưa lên. Đó. Nối nó vô cho nó đẹp. Nó có cái đường này để em hồi nữa ta đưa cái
cái mức tục vô để ta làm xác định chiều của nó, để ta đấu nối cho nó dễ. Rồi đã bắt đầu ta đi vẽ cuộn chạy, cuộn chạy ba là cuộn chạy màu xanh. Đây em đòi cho nó đi vẽ từ trong ra ngoài. Đây cuộn chạy ở đây, ta đang cuộn chạy lên để em mở đi. Vẽ đồng tâm mà. Đó, em mở đưa lên tới đây rồi. Rồi tiếp tục ta cần hai, ta cần hai đường thì ta OF ra đi, OX cho nó nhanh. Đây đưa lên một đơn vị, ok, đây là một đơn vị nó mẹ đo thôi, coi nó phải ra một không để là ý đó, thấy không, bằng một rõ ràng, thấy không, là ta đã làm đúng và chính xác. Tiếp tục ta đưa người lên đó, vô đưa người lên đây. Kéo này đây. Rồi, chỗ này ta bỏ góc cho nó đẹp. Này cũng vậy, ta bỏ góc cho nó cho đi. Đó. Ta bỏ xong đó, bây giờ bắt đầu qua đây, kéo này lên đây. Này cũng vậy, ta kéo lên. Đường nó quay. Này cũng vậy, đường nó quay. Đó, bắt vô. Rồi, ta bỏ góc cho nó đẹp. Sao không bỏ góc được, lý do vì sao, cái bán kính ta chọn lớn quá. Bây giờ ta bỏ hai này đi, ta lại bởi vì cái bán kính mình chọn nó lớn quá nó mới không cho mình bỏ góc. Bởi vì mình vẽ cái động cơ ba pha cái bán kính nó lớn cho nên cái này mình chưa đổi lại, bây giờ mình đổi lại nha. F ở đây là bán kính là 12, ta chọn bán kính 8 thôi. Rồi, ta enter đi. Rồi radius 8.000. Vậy là ok. Rồi. Đó. Chọn lại. Bán kính 8.000 là đủ để xài rồi. Vậy mấy con động cơ lớn thì cần bán kính lớn. Tại mình chưa điều chỉnh lại cho nên nó mới ra như vậy. Đây là cuộn chạy của chúng ta. Tôi đi copy nó đi cho nó nhanh. Cũng đây. Rồi, CO đi. Đây. Đưa ngoài. Anh em vậy, đưa nó ngoài. À, tôi đưa nó ngoài. Đó. Bây giờ là xong. Bây giờ vấn đề còn lại là ta đi vẽ cái bên này nó hơi xong. Đó, tôi đưa nó lên. Đấy như vậy. Ta đi vẽ cho nó, ta đi vẽ cho nó cái cụm bên trong này trước, làm một cái khuôn cho nó cái đã. Đó, ta đi vẽ cái này đưa lên đây là ta đi vẽ cho nó nè. Ở đây N ta bắn qua này đi nè, bắn qua nè, đó mà ta đưa lên, M ta đưa lên tới đây, tới đây. Bây giờ ta coi nó bằng cái thằng này chưa. À, phải vẽ một cái đường thẳng đi qua, nó phải bằng cái khuôn bên đây. Đó. Thấy nó bằng nhau rồi nè, nó trùng rồi đó, nó ok đó. Chỗ này nó có ba rãnh, từ đường này ba OF. Đưa lên một đơn vị enter. Xong, cái này cũng vậy, đưa lên một đơn vị xong. Ta nối lại. Mày đưa lên. Đó, này cũng vậy, đưa lên. Này ta bắn nó qua xong, này ta đưa nó về xong, này ta bắn nó qua đó xong đó, thằng này bên đây cũng vậy, đưa thẳng nó lên đó, nó vậy đưa thẳng nó lên này, ta bắn này qua đây đó, đưa này về đó, ta bắn này qua đây, ta đưa xuống rồi xong. Bây giờ cho đẹp ta bỏ góc cho nó ép đây đó. Ép bên đây
là chuẩn bị nha. F F đây. Đó, đưa qua. F đây, đưa qua. Đó, như xong. Ở chỗ này ta đối xứng thôi cho nó nhanh. N đây, bấm vào đây. N đưa lên. Đó, đây. Xong. Chúng ta đối xứng đi cho nó đẹp. Sự chính xác lên. Đó, nó lại như thế. Chỗ này. Chỗ này cũng làm TG đi. Đó, đã xong. Đó. Bây giờ bắt đầu ta mới đối xứng nó qua cho nó nhanh nè. Chứ đi vẽ lại mệt lắm. TM đi. Nó vẽ đi vẽ lại hoài đuối lắm. Rồi, Enter xong. Là ta bỏ đi, ta mượn. Đó, thấy không? Nhanh hơn nhiều. Bây giờ cái này ta việc copy qua đây thôi. Chọn hết rồi đó, CO đi. Xong, ta băng nó qua đây. Đó, là xong. Thế là đã xong hai cuộn, thấy chưa? Tiếp tục, ta đi vẽ cuộn đề đúng đây. Một tí nha. Đó. Bây giờ bắt đầu ta đi vẽ cuộn đề của chúng này. Thì cuộn đề cũng đã nằm ở phía bên dưới này. Thì để cho nó bằng cái này, thì ta lấy khoảng cách L từ đây đi xuống đây một đơn vị, một đơn vị được chúng ta, một đơn vị. Rồi Enter đi. Đó. Thì cuộn đề cũng là nó sẽ nằm ở đây. Đó. Thì bắt đầu ta đưa lên nha. Ta lấy màu đỏ ra, là E. Để chúng ta làm màu đỏ. Ta lấy màu đỏ ra. Đó. Dấu đầu ta mới vẽ màu đỏ qua nè. Băng qua đây. Đó. Xong chưa? Đó, xong. Rồi, bây giờ ta bắt đầu tôi đưa lên đây. Tên L đi. Đó. Tôi vẽ qua đây một cái đường trục đối xứng. Để cho nó chắc ăn. Để ta làm đúng. Đó, tôi đưa cái M qua lên. Của nó cái trục này ta mượn bây giờ ta bỏ đi. Đó, đây thì cái này á ta đưa nó xuống ép ép cho nó đi ô ép. Đó, ở đây đã có hai một gạch à. Đó, con gạch bên kia là con kia rồi, ta vẽ một đường thôi là xong. Đó, đây bắn lên. Cái này nó phải thỏa mãn cái yêu cầu bài toán là thằng nào chiếm 3, thằng nào chiếm 2, nó phải thỏa mãn cái điều kiện đó là ok. Cái này ta đưa xuống là hai đơn vị đi, nó thấp xuống một tí nó sẽ đẹp hơn. Ta đưa xuống mà đưa xuống thấp đi nè, nó sẽ đẹp hơn. Vẽ cho mọi người xem thì phải cố gắng làm cho nó đẹp, xấu quá thì ai xem. Đó, chỗ này ta ép cho nó đi, ta ép ta vào góc. Đó. Rất là công phu. Thấy là ta được con bối, giờ ta vẽ bối thứ hai. Ta lấy một cái trục chuẩn đi, đây, băng qua đây, được một cái trục chuẩn. Tiếp tục, lên là ra đi, băng qua đây, xong, nó ta mới đưa lên, ta mở đi. Đường lên là xong. Đấy, trục chuẩn này, chuẩn này là bỏ qua đây. Đó, bắt đầu từ đường này lên.
F vào đi, bỏ góc cho nó ra đẹp. Đấy, anh F vào đi. Đây, đó, được hai được, rất là đẹp. Đầu qua bên đây cũng vậy. Bạn này, cái này là gì? Đây, tôi mang qua đây. Đúng không? Tôi đưa nó lên. Đây, mà ta nhìn vô ta đọc ta hiểu liền. Mời ta mượn xong mà ta lấy nó ra đi à, để đó. Đó chỗ này ta ép ép nó đi, nó giống như là cái khuôn vậy á, nó phải chính xác cái này nè, nó nhờ nó đo vô là nó thẳng băng hết, nó đẹp. Bây giờ tiếp tục hai cuộn còn lại, cuộn ngoài đây, cuộn lại nó băng qua đây, băng qua đây rồi, cho nên đây thằng bé một cuộn rồi được rồi. Bây giờ đưa chụp vô đây giấu thôi, rồi cái này tôi đưa lên này, đó. Mà tôi lỡ đi, bắt một điểm kéo ở đây, đó. Rồi thằng này cũng vậy, tôi đưa lên, đó, lên tới đây, đó, rồi thằng này em này tôi đưa về, rồi xong, đó, chút này tao không xài nữa, tao bỏ đi, đó, thấy chưa? Thì bắt đầu chỗ này ta bao góc cho nó tên là cái gì, ép ta bao góc 1 2, bên đây cũng vậy, ta ép nó đi đó, xong thằng này để cho nó thẳng nhau á, nó bằng nhau cho nó đẹp á, chỗ này ta cắt bỏ đi 4 3 cái động cơ nhỏ này dễ ồn mà nó khó. Bây giờ ta cần bên đây nó cũng, đây là cái bối này nó sẽ đi qua đây nè, cho nên ta cần một cái đoạn nó bên đây nữa. Vậy ta copy này, ta đưa qua đó. Ta xong đây, đây chính là cái đoạn qua ta mở đi đây đó, để chính xác chưa. Rồi bây giờ vấn đề lại là ta đưa nó xuống nó thôi là xong rồi. Với động cơ 3 như với động cơ 1 3 như lần này thì quấn như vậy là đơn giản và nhanh, chứ quấn xếp lớp 2 lớp làm gì cho nó cực. Với những động cơ mà dưới 10 ngựa thì quấn đồng tâm cho nó đơn giản và nó nhanh, rồi ta giao khách ta lấy tiền cho nó lẹ vậy, chứ con cái động cơ ngồi cả ngày trời lỗ không được, làm vậy được. Giờ đây còn động cơ của chúng ta đây, rất là nhỏ, chưa được có lớn gì đâu, một xíu. Nó 5 ngựa, có loại 5 ngựa nha, nó còn có loại 3 ngựa nữa, cũng 30 tấn. Nó ưa vậy. Đó. Tiếp tục, bây giờ ta không muốn đề tới vấn đề đi, vấn đề đấu nối cho nó. Bây giờ trước khi để mà đấu nối nó thì tôi vẽ một cái đường băng qua. Tôi vẽ đi, tôi lấy hết, tôi đấu con chạy trước. Đây, băng nó qua. Đây, con chạy của nó là màu xanh. Tôi lấy màu xanh lên tôi làm. Với động cơ 1 pha mà M bằng 1 như thế này á, là đấu nối tiếp số mạch nhánh bằng 1. cho nên là ta cứ nối tiếp nó thôi, nối tiếp cuộn này qua cuộn kia để cho nó nhanh. Bây giờ ta lôi đằng này ra, đó, khi một bối rồi ta quấn xong là nó như thế này nè, đó, cứ một cái đầu vào một cái đầu ra, bên này cũng thế, cái này ta lôi ra, đó, cái đầu vào thì đây một cái đầu ra nè, đó, bên đây cũng thế, một cái đầu vào. Thì một cái đầu ra nó đây nè, vào ngoài với ra ở trong, chuyện đó là đương nhiên. Đây vào ngoài, rồi bên đây là đầu ra của nó, đó, đó. Kéo ra xong, đó. Thế là ra xong. Bây giờ tôi đưa chiều quật tử ta vô để ta tiến hành là đấu nối.
không có cái chiều đó, thì những cái bạn mà mới vào nghề họ không có hiểu, hoặc là hiểu không có kỹ, cho nên nó là mình đưa cái chiều vô để ta tiến hành, ta đấu nối, ta hướng dẫn cho người ta, là phải hướng dẫn như vậy, cứ đầu đầu cuối cuối, đầu đầu cuối cuối. Thì với những cái động cơ mà cao cấp hơn thì nếu mà áp dụng vậy họ sẽ lộn, khi họ đấu động cơ là họ không có yên tâm là mình đấu có đúng hay là không. Nó ngặt như thế thì đã xác định là nó phải đúng, chứ làm mà không yên tâm sao vậy em. Cái này nó bị xéo rồi các bạn, nó bị xéo á, nó bắt điểm 7 á, cho nên nó xéo. Đây nè, cái điểm đúng nó phải nằm ngay chỗ này nè mới đúng nè. Đó, ta đưa nó về cái điểm đúng. Đó, ta bỏ lớp chồng qua đi. Đó, lớp chồng của đây ta bỏ đi. Đó, đã ra. Đó, bây giờ ta đưa cục tử của ta vô một nè. Đó, ta sẽ ô đi cho nó lẹ. Hai nè, ba nè, bốn nè. Đó, cái này á, tôi đưa này, cái này như vậy, tôi đưa này, tôi đưa cực từ vô để trước khi tiến hành đấu nối là đưa cực từ vô, từ cái bài cơ bản cho đến cái bài cao cấp thì tôi đều như thế cả, một cách làm một duy nhất. Từ những người họ không biết gì, đây là N, đây là S, đây sẽ là N, đưa vô luôn. Đó, tiếp tục S của ta, CO ta đưa vô, tự người không biết gì họ coi qua họ cũng hiểu và họ cũng làm được. Đó, truyền tải thì mình phải truyền tải vậy. Đó, rồi mấy cái đường này ta mượn thì giờ ta bỏ đi, nó không cần thiết nữa. Đó, ta đã có tất cả các chiều của nó. Bây giờ tiến hành là đấu nối cái cuộn màu xanh, giờ cuộn màu xanh bây giờ mình ẩn cái màu đỏ đi nha, để cho các bạn dễ thấy nha. Rồi, mình ẩn cái cuộn màu đỏ đi nè. Đó, bây giờ ta chỉ quan tâm tới cuộn màu xanh này chúng ta thôi. Đó, bây giờ để mà đấu nối cho nó đúng á, thì việc đầu tiên ta phải căn cứ vô cái này. Đó, chiều của ta đi vô là cái chiều này. Đó, nó cứ xoay, nó xoay, nó đi theo chiều mũi tên nè. Đó, vô đây, vô hết cái bối này xong xuôi rồi bắt đầu nó sẽ qua cái bối thứ hai, nó quay xong xuôi hết bắt đầu nó mới đi ra. Đây chính là sợi đi ra của nó nè, cái sợi này chính là sợi đi ra. Để mà nó đấu vô cho thằng này thì nó phải cùng chiều với thằng mũi tên này. Đó, nó cùng chiều với thằng mũi tên này nè. Đó, nó quay từ cuộn nhỏ nè. À, nó quay ra cuộn lớn dần nè. Đó, rồi nó quay qua cuộn này, cuối cùng là đi ra đây. Đó, cho nên á, để thằng N này cùng chiều với thằng N này thì ta phải đấu vô đây. Nhiều người nói đấu cuối cuối là đấu vô này nè. Đó, nếu mà với cái M bằng 1 á, thì ta làm vậy được, nhưng với những động cơ cao cấp hơn mà ta làm vậy là ta sẽ lộn. Cho nên cứ căn cứ vào cái chiều này, chiều mũi tên của các cực này ta làm thì sẽ không bao giờ sai. Đó, tên là A đi, cùng chạy người ta có đây nè. Đó, ta đấu nối vào N, đấu nối vô. Đó, ta đưa vô là như xong. Thì đây chính là cái chiều đi ra của nó nè, đây chính là chiều đi ra của nó đây. Chiều đâu này nó phải đi vô cùng chiều với thằng mũi tên này. À, đây là chiều đi vào của thằng mũi tên này nè. À, nó đi vào cuộn lớn rồi bắt đầu nó ra cuộn nhỏ. À, bắt đầu vào cuộn nhỏ nữa rồi cuối cùng nó mới đi ra. Như vậy là muốn cho nó, muốn cho cái cuộn S này nè, nó cái sợi đâu cái này đấu vô bên đây á, thì ta đấu vô cuộn N, nghe, ta đấu vô sợi này. À, áp qua cái này ta gọi là đầu đầu nè. À, cuộn này cuộn này gọi là đầu đầu. Nếu mắc nối tiếp thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta làm. Đó, M bằng 1 người ta cứ vậy mà ta làm. Thì nếu mà ta học
ta xem kỹ như thế này, thì với đối với động cơ nào chăng nữa ta cũng không sợ, ta không sợ gì hết. Đó. Tiếp tục, đây chính là chiều đi ra của thằng này, của thằng N này, đây chính là cái đường đi ra của nó. Để cho nó cùng chiều với cái thằng này thì nó phải đi vô bên này thì nó mới cùng chiều với thằng này được. Còn nếu mà nó đi vô đường này là nó sẽ ngược chiều với thằng mũi tên. Tao quay mũi tên là tao quay vòng vòng nè, thấy nó rõ ràng nó ngược chiều mũi tên chưa. Bây giờ muốn cho nó cùng chiều với thằng này thì tao phải quay như thế này nè, tao có quay vòng tròn như thế này là nó cùng chiều với thằng này. Muốn nó cùng chiều với thằng này thì tao phải vô cái đường này thì nó sẽ đúng. Đó, nó là như thế. Tao sẽ ô đi. Đó, thấy chưa? Thằng này nó phải băng qua đây, đây lên đây, đây vô đây rồi cuối cùng đi ra. Đó, nó là như thế. Đó, thấy chưa? Là xong. Đó, đấu nối là ta chỉ đấu vậy thôi. Là xong rồi. Một pha mà đơn giản. Đó, cứ căn cứ vô chiều mũi tên này, chúng ta làm. Đó, đây là sợi dây đi vào, đây là sợi dây đi ra nè. Muốn cho nó cùng chiều với thằng này á, ta cứ quay vậy nè, cứ quay vòng tròn vậy, rồi cuối cùng ta mới đi vô cuộn nhỏ, rồi ta đi ra. Bây giờ ta muốn biết nó đấu với thằng này như thế nào, ta nhìn chiều mũi tên nè, ta quay đúng chiều của nó, quay đúng chiều muốn giờ vậy thì nó phải vô thằng nhỏ này, thì nó mới đúng chiều được với cái thằng mũi tên này. Còn nếu ta vô cái sợi dây đi vào này là nó sẽ ngược chiều ngay, đó nó là như vậy. Tương tự ta làm cho cuộn đề là E đi, cũng đề cũng đây này, màu đỏ đây, cũng đề chúng ta đây, đây on nó lên đây, tương tự thì cũng đề chúng ta được kéo ra, để chúng ta nè, nó kéo ra. Đây là sợi dây, đây đầu vào nè, đây là đầu ra nè, tôi kéo ra đây. Bên đây cũng tương tự, cũng tôi kéo ra. Kéo ra. Đây cũng vậy, kéo ra. Đó, bên đây cũng vậy, kéo ra. Đó, bên đây cũng thế, kéo ra. Đó, bên đây cũng vậy, kéo ra. Rồi xong. Một nửa bên này là của thằng này. Đó, khi mà người ta cắt, người ta bổ cái motor, ta chạy ra thì nó sẽ là như thế. Bây giờ thằng này á, cái thằng đỏ này nè, nó nằm cùng chiều, nó nằm cùng cực N này. Đó, thì nó nằm chung với cuộn xanh nè. Đó, nó nằm cùng chiều nè. Bây giờ thành ra cái chiều của nó đi vào. Đó, thì muốn cho nó đi vào nó cùng chiều với người ta quay nè. Đó, thì chiều mũi tên chúng ta đi vô đây nè, nó quay theo vòng tròn này nè. Đó là đúng chiều của nó rồi đó. Thấy không? Rồi. Đây chính là cái chiều đi ra của nó đây. Nó băng qua đây. Đó, nó băng qua đây. Bây giờ đấu vô thằng này đấu như thế nào? À, cuộn này nó nằm ở đây nè. Ép đây nè. Bây giờ mình ẩn cái thằng màu xanh đi cho dễ thấy nha. Ẩn cái màu xanh đi cho nó dễ thấy. Rồi xong. Còn ép này nè. Cái cuộn này nè. Là của thằng này. Muốn cho nó cùng chiều với thằng này thì nó băng qua đây nè, nó sẽ cùng chiều. Đó. Thì thằng này sẽ đấu vô đây, nó sẽ cùng chiều. Đó, lại thế. Tiếp tục. Thì đây chính là sợi dây đi ra của nó nè. Đó. Thấy chưa? Đây chính là sợi dây đi ra. Để cho nó cùng chiều với thằng này thì nó phải đấu vô đầu thằng này nè. Quay nè. Đó, thấy không? Thấy nó quay không? Đó. Ở đây chính là sợi dây đi ra nè. Bây giờ muốn cùng chiều với này thì ta đấu vô cái sợi này là nó sẽ cùng chiều. Ta cứ quay vòng tròn vậy theo chiều mũi tên. Đó, ta cứ quay theo chiều mũi tên là ta xác định được. Đó, giống như là đi trên biển thì cần phải có la bàn vậy thôi. Đấu động cơ thì phải có chiều cực từ. Đó, nó chính là chiều dòng điện đó. Thì ta sẽ đấu được thôi, không có gì phức tạp hết. Rồi, cái này sợi này đi ra thì muốn cho nó cùng chiều với thằng này, do cái thằng này bổ ra mình đưa qua đây thì ta đấu với thằng này là xong. Đó. Với những cái bài nhỏ như thế này, bài toán nhỏ như thế này,
con động cơ nhỏ như thế này thì không có gì để mà bàn cãi hết. Khi mà gặp vô những con động cơ cao cấp hơn mà ta cứ áp dụng đầu đầu cuối cuối như vậy á, rất là dễ lẫn lộn. Đó, nó là thế. Mũi tên đi ra nè, sẽ đi vô này là xong. Đó là ta đã đấu đấu xong rồi đó. Đó là ta đã đấu xong rồi. Bây giờ mà để cho nó chi tiết hơn nữa, rõ ràng hơn nữa thì ta sẽ gắn mũi tên vô. Đó, để khi mà người ta cần đọc bản vẽ, người ta nhìn vô người ta hiểu. Với người không biết gì người ta nhìn chiều mũi tên người ta cũng hiểu. Đó, nó là như thế. Và bây giờ mình hiện hai kia lên nha, để cho mình đưa chiều mũi tên vô. Lay on. Đó. Giờ bắt đầu tôi đưa chiều mũi tên của ta vào. Thằng này màu xanh, tôi đưa màu xanh vô. CO đi. Đưa màu xanh vô. Đây. Đây chính là đi vô. Đó. Bây giờ tôi đi vô tôi rồi đi. Đưa lại cho nó cùng chiều. Đây chính là chiều của này. Tôi CO đi. Đó, tôi đưa lên đây. Nãy với này cùng chiều với nhau. Đó. Nè, không, mũi tên tôi đi vào. Nó đi qua đây, nó sẽ xuống đường này nè. Xong bắt đầu nó quay xong nó mới vô đường này nè. Đó, cuối cùng nó mới ngày cuối cùng nó mới đi ra. Đó, chính về chỗ kia sẽ ngược chiều nó y như nó đi. Đó, để người ta đọc vô để người ta hiểu được. Đó, tại em mở nó đưa mũi tên ta qua đây nè. Là xong. Cuối cùng á nó vui nè, nó đi vô đây xong xuôi, nó ra cuộn lớn xong xuôi, nó vô đây bắt đầu nó quay qua đây, nó xuống đây, nó đi ra đây nè. Thử gắn cái chiều mũi tên vô cho nó. CO. Chạy qua thằng nhỏ này, nó vô hết cuộn nhỏ này, bắt đầu nó vô cuộn lớn này. Đó. Rồi cuối cùng nó mới đi ra. Đó, thấy chưa? Cho nên á, nó chiều mũi tên đi vô, mũi tên để đây. Đó, nó sẽ ô đi. Rồi giờ sửa lại cho nó cùng chiều. Rồi ô đi. Sẽ ô nó. Đưa qua. Đưa qua. Đó. Nó vui vô đây, nó lên đây, nó đi xuống đây. Bắt đầu nó qua cụ này, nó đi lên đây, rồi xuống đây. Thấy chưa? Nó cùng chiều với thằng này. Tôi đưa mũi tên qua. Nó mượn ta mượn mũi tên bên đó tôi đưa qua cho nó nhanh. Cuối nè, thấy không? Đây nó đi vô đây rồi xuống rồi cuối cùng là nó đi ra nè, cái sợi đi ra nè, đi qua đây. Tao mượn mũi tên luôn này tao đưa qua. Phải khỏi phải đi copy chỗ khác chỉ cho nó rườm rà. Yeah. Nó đi qua đây xong xuôi bắt đầu nó đi vô cuộn này. Nó thứ tự, nó cứ thứ tự như vậy, hết cuộn nhỏ rồi hết cuộn lớn rồi vô cuộn nhỏ rồi cuối cùng là nó đi ra. Để băng qua đây. Đó, tầm mượn của tầm tôi đưa qua cho nó nhanh. Bởi vì nè, nó băng qua đây, nó đi lên đây. Đó, xong nó đi lên đây, nó qua đây, nó xuống lên đây, nó qua đây. Chỗ này đưa mũi tên đi xuống, mở vô này. Tôi sẽ ô tôi đưa nó qua. Đây. Cuối cùng là nó đi ra nè. Đi qua đây nó băng lên đây. Băng qua đây, băng qua đây rồi cuối cùng đi ra. Thấy chưa? Rồi mũi tên con này là đưa qua. Mà bạn coi video của mình biết là bạn làm được à. Chứ không có gì.
coi video này rồi là cái chuyện đố sai là không bao giờ có, trừ khi nào ý y quá không không làm thì cố tình làm cho nó sai thì nó mới sai thôi, chứ không bao giờ nói chuyện sai đây. Đó, tôi sẽ ô đi, cứ coi và làm theo là được. Đó, đây chính là cái mũi tên đi ra. Đó, xong thế là bà đã đưa chiều đồ này kia vô xong xuôi hết cái đó rồi đó. Tương tự thằng C cũng vậy, cái thằng cuộn đề này cũng vậy, y chang như thế. Tôi đưa vô chiều vô nè, rồi ta anh rời cho nó đi, xong đó tôi sẽ ô cho nó. Mấy lần này mấy lần này là nó băng qua đây và đi xuống, thấy chưa? Mở y cho nó đi. Mới lên đường này, mới lên đường này, xong nó qua đây, đi xuống nè. Bây giờ nó băng lên này, nó đi xuống, rồi đi qua đây nè. Đi vô đây nè, cho nên á đưa nó xuống CO đi, đưa nó xuống đây, đưa nó xuống RO đi. CO đi. Nó vô đường này xong xuôi rồi đi lên đây. Rồi sau đó đi xuống đây. Rồi cuối cùng là đi ra. Đó, thấy chưa? Nó cùng chiều. CO có đưa qua. Đó, xong. Đường này cùng chiều với đường này. Tôi đưa nó qua. Tôi mượn cái mũi tên thôi. Cái gì hết á, đưa nó qua này cũng chịu này. Đưa qua nè, đi lên đây rồi xuống đây rồi đi qua bên đây nè, đi qua bên đây đó. Cho nên á lần này đi lên rồi đi xuống rồi nó cùng chiều dương này, tôi mượn mũi tên đưa qua. Cái phần hai phần sau này đã lặp lại rồi đây nè, này nó cũng cùng chiều luôn. Này xuống đây nè, băng qua đây nè. Sẽ ô đi. Sẽ ô nó. Rồi này. Xong. Nó băng xuống đó, nó băng qua đây. Đó, đưa vô. Đó. Này vô đây, rồi đi sẽ đi lên đây nè. Đó. Mình muốn tôi đưa vô. Quay quay theo chiều này nè, quay 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 rồi đi vô đây rồi ra đây, đó là xong, rất là đơn giản. Các bạn coi một lần không hiểu thì bạn cứ theo để cái chiều quay của nó, chiều quay của mũi tên á là bạn sẽ hiểu ngay và bạn làm được. Vậy đây, coi một lần có thể không hiểu mà coi đi coi lại sẽ hiểu, chuyện đó là đương nhiên. Kiên trì thì sẽ thành công, chuyện đó là đương nhiên thôi. Thì cái video tới đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau. Bây giờ vấn đề bây giờ mình cân chỉnh lại chút cho nó dễ nhìn, cho nó đẹp. Bây giờ ta đưa cái B với AB này vô, đưa điểm nó vô để cho người ta phân biệt. Đây là cuộn chạy của mình nè, mình đưa vô. A đi chung với X nè, X này nè.
Clip này tôi đưa ngoài. Đó. Đưa vào đây. Đó là xong. Đây đây là B nè. Tôi đưa B vô. Sẽ ô đi. Tôi đưa vô. Đó. Tôi bắt điểm vậy hỏi sao sai được. Không bao giờ có chuyện sai này. Nhưng mà đưa vô đây đó là xong, giờ này tôi bỏ đi đó, tôi đã mượn xong rồi đó. Đây con này năm ngược thì con này năm ngược 30 đánh mấy nén khí bích tông của Trung Quốc. Thì mấy con động cơ nào mở dạng mà 30 rảnh như thế này các bạn cứ quấn dậy cho mình là ok, là động cơ sẽ chạy, đừng có bớt cái gì của nó hết á, cứ để y thinh vậy mà làm, mình mà bớt nó đi là nó sẽ sai. Đó, cứ làm đúng y chang những gì mình hướng dẫn là được. Đó em mà lại đưa ngoài đây. Đó. Thì video tới đây là kết thúc, thì các bạn xem bạn nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông, nhấn chia sẻ, quan trọng là nhấn đăng ký là để khi mà có video mới ra thì bạn sẽ nhận được thông báo. Đó, nó là như thế. Còn bạn thích thì bạn nhấn like, còn bạn muốn chia sẻ cho bạn bè thì cứ bấm chia sẻ qua Zalo, chia sẻ qua Facebook, chia sẻ qua TikTok gì đó đều được. Đó, nó là như vậy. Video sau mình sẽ vẽ sơ đồ chải của con động cơ mà cho máy áp lực 36 rãnh và 24 rãnh. Đó là họ dùng để máy áp lực là cái máy xịt rửa xe đồ này nọ đó, nó bị cháy, với lại cái motor mà dùng để trộn hồ bê tông của mấy anh chàng thợ hồ á, máy trộn hồ á, máy đỏ đỏ mà mấy bạn hay thấy máy trộn hồ đó. Video sau là mình sẽ chia sẻ cái loại đó cho mấy bạn, cũng là của Trung Quốc thôi. Đó là như thế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Thân ái xin chào các bạn.